xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vinetic của chúng tôi giả sử chúng ta có một tài liệu gồm có hai trang như thế này và bây giờ bạn chỉ muốn trình bày văn bản này trong một trang giấy theo cách thông thường các bạn sẽ chỉnh lề trên lề dưới lề trái lề phải nhưng với cách chỉnh này tương đối mất thời gian và có thể thay đổi làm bố cục tài liệu của bạn do đó bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể dồn văn bản nằm trong một trang cuộc thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào mục File. Sau đó các bạn sẽ click vào mục More để hiển thị thêm. Và chúng ta chọn Option. Chúng ta sẽ click vào mục Option. Chúng ta sẽ click vào mục Quick Access Toolbar ở đây. Sau đó các bạn sẽ click vào dấu mũi tên ở đây. Và chọn All Command. Cũng nghĩa là tất cả các câu lệnh. Và tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống để chọn bộ công cụ. Và đây là công cụ Sơn One Pay có người là có người là điều chỉnh chỉ thành một trang. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Add để thêm. Sau khi thêm bộ công cụ này xong, chúng ta sẽ click vào mục OK. Và như vậy bộ công cụ này đã hiện thị ở đây. Chúng ta sẽ click vào. Như các bạn thấy ở đây, khi chúng ta click vào mục Sơn OnePay thì chúng ta sẽ được một trang duy nhất ở đây, cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Và như vậy với công cụ này chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh tài liệu của chúng ta vừa tròn trên một trang giấy rất hữu ích như thế này. Nếu tài liệu của chúng ta có rất nhiều chữ và không thể hiển thị hết trên một trang. Và trong quá trình thực hiện chương trình nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nháy vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.